Ngày hôm qua, huyện Lạc Dương đã tổ chức truy quét, giải tỏa các điểm khai thác, đào đải khoáng sản bất hợp pháp tại khu vực đã thăm dò của công ty cổ phần đầu tư và khai khoáng núi cao thuộc tiểu khu 143, 142 xã Đạ Sa. Cùng hỗ trợ với huyện Lạc Dương có lực lượng công an tỉnh và lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Khu vực giải tỏa nằm sâu trong một cánh rừng, cách quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Đạ Sa hơn 6 km, địa hình rất hiểm trở với nhiều núi cao, rừng sâu, đèo dốc cheo leo nên việc đi lại rất khó khăn vất vả. Đoàn giải tỏa phải dùng máy múc để mở đường, nhưng cũng chỉ di chuyển bằng phương tiện ô tô và xe máy được khoảng 2/3 quãng đường, còn lại phải lội bộ vì đường rất cheo leo và lầy lội. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng giải tỏa của huyện và sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chức năng tỉnh đã thực hiện giải tỏa thành công. Tại hiện trường, các chủ khai thác khoáng sản đều vắng mặt, chỉ còn lại 29 lao động phổ thông làm công tại đây. Các đối tượng này đều chấp hành tốt các quy định, không có biểu hiện hoặc hành vi chống đối. Lực lượng chức năng đã tạm thu giữ chứng minh nhân dân của những người làm công, yêu cầu họ phải tiến hành đăng ký tạm trú theo quy định, đồng thời cam kết không được tham gia khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn. Đối với các phương tiện, dụng cụ, máy móc dùng để đào đải, khai thác thiết trái phép, đoàn giải tỏa đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ các vật dụng cùng 9 chòi trại, đồng thời đánh sập toàn bộ 3 hầm đào, địa đạo mà các đối tượng đã đào để khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Để đảm bảo không diễn ra tình trạng tái vi phạm, huyện Lạc Dương đã giao trách nhiệm cho đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ theo đúng quy định. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý thị trường các địa phương, đến nay lực lượng này đã kiểm tra 255 doanh nghiệp sản xuất gia công, kinh doanh phân bón và xử lý 117 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính là gần 850 triệu đồng, tịch thu 7.200.